Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Ước gì thêm được một năm. Năm 1828, nhà soạn nhạc tài ba Franz Schubert đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Các học trò thân yêu, phóng viên của các tờ báo, bạn bè, người thân đều quay quần chung quanh để cố nghe ông trăn trối những lời cuối cùng. Schubert gắng gượng chút sức lực yếu ớt còn lại và khẽ nói: "Cả cuộc đời tôi đã dùng hết tài năng mình cống hiến cho âm nhạc. Tôi ước ao soạn được một bản nhạc giao hưởng bất hủ để lại cho đời. Nhưng tiếc rằng tác phẩm ấy chỉ mới xong một nửa mà thôi. Ước gì tôi sống thêm được một năm nữa." Ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Franz Schubert đã qua đời trong niềm tiếc thương vô hạn của thế giới âm nhạc. Một người học trò gần gũi nhất của ông đã viết tiếp phần kết của tác phẩm. Nó được đặt tên là bản giao hưởng dang dở. Cuộc sống thật ngắn ngủi với những biến động bất ngờ, còn tương lai thì luôn là một ẩn số. Chính vì thế mà thì giờ thật quý báu biết bao. Nhiều người cảm thấy 24 giờ một ngày là quá thiếu. Họ muốn tận dụng từng chút thời gian để làm việc và cống hiến, vì hiểu rằng thời gian là thứ sẽ qua đi mà không bao giờ trở lại nữa. Song cũng có những người tìm cách giết thì giờ bằng những giấc ngủ vùi hoặc la cà nơi quán xá. Họ miệt mài giải trí hoặc lang thang vô định. Hãy tìm cho mình ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tận hiến cuộc đời cho lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Nếu bạn không cảm thấy quý trọng thời gian mình đang có, thì hãy nghĩ đến Franz Schubert, người chỉ muốn được sống thêm một năm nữa mà thôi. Song ước mơ ấy không thể thành sự thật. Quãng đường trước mắt của chúng ta còn dài bao nhiêu, ta không biết được. Những gì đang có trong tay mới đích thực là của chúng ta. Hãy tận dụng thời gian cho những việc làm mang giá trị vĩnh cửu. Đừng phí phạm, e có ngày ta tiếc nuối thì đã quá muộn. Kinh Thánh chép: "Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu." Amen.